Hà Nội, thủ đô của Việt Nam. Thành phố vì hòa bình sẽ trở thành chặng đua mới nhất của giải đua xe công thức 1 từ tháng 4 năm 2020. Trên đường đua công thức 1 Hà Nội, khán giả sẽ hòa mình vào cuộc đua hấp dẫn nhất hành tinh, nơi hội tụ tinh hoa của khoa học, kỹ thuật, công nghệ, đỉnh cao tốc độ, an toàn và tinh thần thể thao cao thượng. Hãy cùng Hà Nội Việt Nam chào đón những tay đua xuất sắc nhất thế giới, những nghệ sĩ tài năng trong nước và quốc tế, cùng những fan hâm mộ môn thể thao tốc độ danh giá này. Hãy nhanh tay lựa chọn cho bạn tấm vé mang đến cơ hội trải nghiệm sự kiện thể thao và giải trí đẳng cấp thế giới lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Bạn muốn trải nghiệm công thức 1 chân thực nhất? Bạn muốn mở rộng cơ hội kinh doanh, tìm kiếm đối tác hay quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp? Loại vé doanh nghiệp là sự lựa chọn tuyệt vời với khu vực riêng biệt được phục vụ đẳng cấp, trải nghiệm ẩm thực tinh tế và vị trí hoàn hảo để quan sát các đội đua khởi động cùng các khúc cua đặc sắc nhất, nơi những tay đua có thể phô diễn hết kỹ thuật bằng những pha vượt đuổi và bứt tốc đầy gay cấn. Nếu bạn là fan hâm mộ của môn thể thao tốc độ này, thì chắc chắn bạn sẽ muốn sở hữu tấm vé ở hàng ghế khán đài. Loại vé khán đài sẽ mang đến cho chủ sở hữu những lựa chọn đa dạng. Tùy thuộc vào từng vị trí chỗ ngồi, khán giả có thể dễ dàng hướng mắt về trung tâm điều hành, khu vực thay lốp, gara của các đội đua hoặc những khúc cua nơi kịch tính cao trào nhất. Loại vé phổ thông mang tới cơ hội được tham gia sự kiện thể thao giải trí số 1 thế giới với mức giá hợp lý. Người hâm mộ có cơ hội khám phá đường đua dài 5.565m với 22 khúc cua kinh điển, tham quan triển lãm công nghệ, lễ hội ẩm thực, trải nghiệm khu vực Fan Zone, nơi diễn ra các hoạt động tương tác dành cho người hâm mộ và chào đón các tay đua ở cự ly gần nhất, hoặc hòa mình vào những màn biểu diễn nghệ thuật đầy lôi cuốn. Cả thế giới đang hướng sự chú ý về thủ đô Hà Nội, thành phố mới nhất ghi tên trên bản đồ đại gia đình F1. Cho dù bạn là ai, ở lứa tuổi nào, bạn chắc chắn sẽ muốn trở thành một phần của sự kiện thể thao giải trí sôi động, hấp dẫn nhất hành tinh, là niềm tự hào của thủ đô Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Đường đua công thức 1 Hà Nội với tổng chiều dài 5.565m, tương ứng với 5.565 tấm vé, đã sẵn sàng cho đợt mở bán đầu tiên, với ưu đãi được tặng một chuyến đi miễn phí từ nội thành Hà Nội di chuyển đến đường đua. Hãy nắm bắt cơ hội với tốc độ của công thức 1.